Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Tai Chi chắc chắn là dòng bo máy chủ thuộc gọi phân khúc cao cấp nhất của ASRock. Thì cụ thể ở đây mình đang có bo máy chủ Z690 Tai Chi. Vậy thì những cái mẫu bo máy chủ của Tai Chi năm nay có gì thú vị khi mức giá của tất cả những dòng bo máy chủ Z690 đều cao hơn. Tai Chi thì không nằm ngoài cái quy luật đó. Tuy nhiên, cao tiền thì công nghệ cũng phải nhiều để phù hợp với mức tiền mà các bạn bỏ ra. Vậy thì công nghệ của em nó sẽ có những gì thì bây giờ mình sẽ show luôn cho anh em thấy. Người ta sẽ nói về phần mặt trước nhưng mình không. Để mà cái đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là về phần mặt sau. Tất nhiên thì đối với những mẫu bo máy chủ cao cấp thì việc trang bị đầy đủ những cái thành phần kim loại là điều không thể tránh được. Thì đối với Z690 Tai Chi chúng ta sẽ có được những cái miếng kim loại đằng sau cực kỳ lớn. Thì mục đích đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là việc giữ cho bo máy chủ được một cách gọi là vững nhất, tức là không bị cong méo sau thời gian sử dụng. Các bạn có setup mạnh quá cũng không sợ bị bo máy chủ bị biến dạng. Thì đấy là cái lý do lớn nhất. Cái lý do thứ hai đó chính là giúp cho cái hệ thống VRM được thực nhiệt tốt hơn. Tốt hơn ở đây là gì? Đây, các bạn thấy được khu vực ở đây. Chúng ta ngay bên dưới đây có miếng thermal pad này các bạn, rất là khó để nhìn. Thì khi miếng thermal pad ở đây sẽ giúp cho cái hấp thụ bớt cái nhiệt lượng của khu vực VRM tỏa ra để tản nhiệt thụ động ra đằng sau, để giúp cho cái độ bền sản phẩm được cải thiện hơn. Thì hầu hết thì những dòng bo máy chủ cao cấp đều phải làm vậy, bởi vì cung cấp cho CPU lượng điện năng rất lớn và tỏa nhiệt rất nhiều, nên cần những cái thành phần như vậy. Và nhìn về khu vực mặt trước đi, mình sẽ nói đến những cái phần bánh răng đi. Những phần bánh răng đây có thể nói là một cái biểu tượng của dòng Tai Chi rồi. Tất cả những mẫu bo máy chủ đều có. Thì ở thành các khu vực gọi là chipset có bánh răng, nhưng ở đây chủ yếu là để trang trí thôi, chúng ta sẽ không thể nào di chuyển được. Nhưng đến cái khu vực bên trên cổng IO thì đây là khu vực những bánh răng có thể chuyển động được. Vậy thì làm thế nào để cho bánh răng có thể chuyển động được? Đó chính là khi các bạn boot win mà chưa vào win thì cái phần bánh răng đây sẽ quay liên tục. Khi bạn vào win rồi thì sẽ không quay nữa, bởi vì khi boot win thì không biết làm cái gì, chúng ta có thể nhìn xuống một bánh răng quay quay trông hay hay thôi. Chứ đến lúc vào win rồi thì lúc đấy cái các bạn cần nhìn trên màn hình chứ không phải khu vực logo này nữa, thế nên nó sẽ không quay nữa. Và nhìn xuống bên dưới một chút thì chúng ta sẽ có bao gồm là hai cục gọi là heat sink để tản nhiệt cho khu VRM. VRM ở đây thì sẽ có tổng cộng 20 phê điện. Các bạn có thể nhìn thấy là thắc mắc là rõ ràng đây là một bo máy chủ cao cấp nhưng sao khu VRM lại trông hơi bé. Tất nhiên thì không phải tự nhiên mà hãng làm bé như vậy. Thì chúng ta đã có hai cục miếng nhôm rất là lớn được nối nhau vào một ống đồng, và ngay bên dưới khu heat sink này là một cái quạt mini, và cái quạt đấy sẽ giúp tản nhiệt tiếp tục cho cái khu VRM. Có thể là khi bạn sẽ lắp thêm quạt này, quạt thổi khu VRM thì có thể mát hơn một chút, nhưng có quạt trực tiếp thì hiệu quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Và tốt như nào thì mình cũng đã dùng máy đo nhiệt để đo. Khi mà cái nhiệt độ nóng nhất khu VRM này tỏa ra, các bạn biết là bao nhiêu độ C không? Là 46 độ C. Và mình loát trên con CPU Intel Core 9-12900K, và mình không can thiệp, mình không ép xung, mình không undervolt gì cả, mình để default và sử dụng thôi. Nhân tiện thì mình sẽ nói đến CPU đi. CPU được mình sử dụng là 12900K. Thì đây là một mẫu CPU, nếu như bạn nào mà nghe trên mạng bảo nóng thì không, CPU 12900K không nóng nhá. CPU đây do người ta không biết cách test thôi, mà đã test vô tội vạ thì nó mới nóng thôi. Thì cái điện năng tiêu thụ của 12900K sẽ loanh quanh cao nhất là khoảng 280W, và trung bình hầu hết các bạn sử dụng đều là khoảng 240 đến khoảng 241W điện. Thế nên thứ nhất là về hệ thống tản nhiệt thì chỉ cần những mẫu hệ thống tản nhiệt nước gọi là all-in-one 240mm, nhưng nó phải là hệ thống tản nhiệt xịn nhé. 240 là việc của 240, nhưng nó phải xịn một chút thì mới có thể gánh được Intel Core 9, hoặc là nếu như thoải mái nhất bất kỳ những dòng 360 nào thì đều có thể gánh tốt được là CPU Intel Core 9 12900K. Thì để test ở trong video ngày hôm nay thì mình đã sử dụng một hệ thống tản nhiệt nước đến từ Cooler Master. Thì rất là cảm ơn Cooler Master đã gửi sản phẩm sang để cho mình được test. Thì với tản nhiệt nước 360 thì các bạn biết đấy, CPU sẽ chẳng bao giờ có thể nóng quá được 100 độ. Tất nhiên thì khi các bạn ép xung thì cái mức nhiệt độ vượt quá 100 là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi mà nó chỉ default này, kể cả bạn có loát AVX thì cao nhất cũng khoảng hơn 90 độ C thôi. Còn khi mà các bạn chơi game thì cái nhiệt độ sẽ chỉ loanh quanh khoảng chừng 5-6 độ C, rất mát cho CPU Intel Core i9. Rồi, tiếp tục quay lại đến cái khu vực cấp điện cho CPU đi. Thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là hai cổng cấp nguồn 8 pin sẽ cung cấp điện năng cho CPU cực kỳ thoải mái. Nếu như các bạn nào mà sử dụng những cái bộ nguồn bình thường thôi, các bạn chỉ cắm duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin thì yên tâm, CPU vẫn sẽ đủ điện để hoạt động 280W luôn, không sợ vấn đề hiện tượng đó chính là thiếu điện. Còn nhìn sang khu vực đó chính là về khu vực RAM.
vực khe RAM ở đây thì chúng ta sẽ được bọc giáp, và ở đây chúng ta RAM DDR5 nhé, phiên bản Taichi là sử dụng RAM DDR5 và hỗ trợ bus RAM là 6400. Thế nhưng thì ở đây mình đã có một bộ kit RAM với bus RAM là 6000 thôi. Còn về cái hiệu năng thực tế của RAM DDR5, đó chính là các bạn sử dụng những cái công việc nào liên quan đến thuần sử dụng bus RAM thì cái tốc độ mới khác biệt. Còn khi mà chơi game thì RAM DDR4 và RAM DDR5 là gần như đều sự tương đồng hết, chủ yếu là một bước chạy đàn dành cho công nghệ tương lai tiếp theo thôi. Nhìn xuống bên dưới đi, thì đây là cái khu vực tản nhiệt cho chipset. Thực ra thì mình thấy ASRock chuẩn bị hơi nhiều, mặc dù là khu vực tản nhiệt cho chipset là điều không thể tránh được, nhưng hãng vẫn trang bị thêm một cái ống đồng nữa, và nhiệt độ của ống đồng nó loanh quanh khoảng chừng từ 40 đến 50 độ C thôi. Cái ống đồng đấy nhá, khu vực chipset tỏa nhiệt ra thấp như vậy nhưng mà hãng vẫn trang bị, tức là khá là chăm lo cho người dùng. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 khe SD để chúng ta có thể cắm được. 3 khe SD là khá là thoải mái để chúng ta có thể nâng cấp rồi. Thì với khe trên cùng thông thường các bạn sẽ cắm SD cài Win. Thì ở đây mình đang có mẫu SD đến từ Samsung 980. Thì đối với những cái dòng SD của Samsung, các bạn biết rồi đấy, chúng ta sẽ có những mẫu gọi là SD của Samsung sở hữu chip nhớ mà còn không xịn nữa thì còn nhà nào xịn. Thì đối với SD của Samsung bây giờ rất là rẻ thôi. Thì cụ thể ở đây mình đang có một mẫu SD Samsung 980 250GB, mình nhớ là khoảng hình như là có 1,5 triệu thôi, tức là ngang với những cái hãng khác sản xuất SD mà các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc và sử dụng. Thì khi mà mình cắm chiếc SD Samsung 980 này vào khu vực trên cùng cắm vào, thì cái nhiệt độ tỏa ra tối đa của SD là rơi khoảng chừng 46 độ C, cực kỳ mát để sử dụng. Và tốc độ đọc và ghi của SD Samsung thì các bạn không cần phải băn khoăn suy nghĩ nữa, là cực kỳ cao khi mà có thể lên đến khoảng gần 3000 MB/s, khá là hấp dẫn đấy. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến những khu vực PCIe đi. Cái này thì chắc chắn là không thể thiếu được, đó chính là bọc thép rồi. Và việc các bạn nếu mà không có những cái phần bọc thép này thì việc giật bay cái PCIe là chuyện có thể xảy ra. Thì ở trên cùng đây sẽ là PCIe 5.0, đó chính là kích thước X16 và có 16 LAN luôn. Bên dưới đây vẫn là PCIe 5.0. Tuy nhiên thì chỉ còn gọi là X8 thôi, mặc dù là kích thước X16 nhưng thực tế sẽ là X8. Và dưới cùng là 4.0 và là X4, chúng ta vẫn sẽ có một khe X1. Cả hệ thống âm thanh thì không thể thiếu được rồi. Rồi, nhìn sang cái mặt bên của em nó đi. Mặt bên của em nó ở đây thì những cái bộ máy chủ cao cấp thì Wi-Fi và Bluetooth là thứ không thể nào thiếu được. Cộng thêm vào đó chúng ta sẽ có thêm hai cổng Thunderbolt nữa để chúng ta có thể sử dụng và để kết nối các thiết bị ngoại vi. USB A rất là nhiều, trong đó có 4 cổng USB Type-A và có hai cổng mạng LAN với công nghệ Killer để chúng ta có thể sử dụng chơi game được một cách hiệu quả nhất. Và đấy là về phần bộ máy chủ. Và để có thể test được một cách hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ cần thêm những thành phần linh kiện khác. Thì RAM có rồi, CPU có rồi. Thế còn VGA thì mình sẽ sử dụng, đó chính là RTX 3080 để không có hiện tượng nghẽn cổ chai như bất kỳ anh em game thủ nào mà đang gọi là bị nghẽn thủ đè lên ấy. Và màn hình mình test ở đây sẽ là màn hình có độ phân giải là 2K. Và như các bạn có thể thấy được, về mặt lý thuyết, khi mà chúng ta cắm CPU Intel Core i9-9900K với mức điện năng như mình set là khoảng 240-280W, thì cái hiệu năng khi cả các bạn có stress test Cinebench R23 bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cái hiệu năng cũng sẽ không bị thay đổi.
Lý do bởi vì hệ thống VRM cung cấp điện cho CPU rất tốt. Cái thứ hai nữa liên quan đến hệ thống tản nhiệt được mình sử dụng của Cooler Master có hiệu năng rất là ổn. Còn về nếu như bạn quan tâm đến yếu tố là ép xung thì mình sẽ hiện anh em ở trong một video khác, và chắc chắn là mình sẽ không hướng dẫn đâu, mình chỉ ép xung và show cho anh em kết quả thôi. Bởi vì là việc ép xung sẽ đi theo nhiều cái rủi ro nếu như anh em không biết cách sử dụng và cái cách setup. Hẹn gặp anh em ở trong video đấy nhé. Bye bye.